Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cô gái hạt tiêu nghị lực, giờ làm chủ kinh tế, hạnh phúc với tình yêu. Khi sinh ra, ai cũng mong muốn bản thân có ngoại hình bình thường như bao người khác, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Điển hình như cô gái tí hon Utmini có ngoại hình khá nhỏ bé. Tuy nhiên, Utmini không vì khiếm khuyết đó mà tự ti, khép mình. Cô luôn lấy đó làm động lực để vươn lên trong cuộc sống và có được tình yêu hạnh phúc bên nửa kia. Utmini chỉ cao vỏn vẹn hơn 1 mét. Được biết, Utmini tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thảo Vân, sinh năm 1995, cao 1m07, quê ở Kiên Giang, là cô gái có ngoại hình đặc biệt so với bạn bè cùng trang lứa. Với chiều cao chỉ vỏn vẹn hơn 1m, cô đã nhận về không ít những ánh mắt tò mò của người đời xung quanh. Chính vì vấn đề chiều cao mà cô cũng không thể tránh khỏi những lời trêu chọc hay xì xầm của mọi người. Sau đó, cô bén duyên làm YouTube và trở thành nhân vật được yêu mến với kênh riêng có đến 1 triệu lượt theo dõi. Ngoài ra, Utmini cũng mở shop kinh doanh mỹ phẩm và quần áo. Cô nàng nhỏ nhắn giỏi giang, tự chủ tài chính, tìm kiếm nhiều cơ hội để có thêm thu nhập, cuộc sống ổn định và tự tin hơn. Utmini chăm chỉ kiếm tiền từ công việc kinh doanh. Ngoài ra, cô còn làm việc với nhóm YouTube Độc Lạ Bình Dương. Đây cũng là cơ hội giúp Út kết bạn với nhiều người cùng hoàn cảnh và nhận được nhiều lời yêu thương. Utmini và bạn trai tình tứ bên nhau. Utmini cùng những người bạn trong team Độc Lạ. Hiện Utmini đã có bạn trai, mới đây anh đã chia sẻ lại khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc khi cầu hôn bạn gái. Anh muốn quỳ gối trước nàng công chúa, làm vợ anh nhé. Anh muốn thực hiện câu chuyện tình yêu cổ tích có thật trên đời này, mãi yêu em, anh viết. Trong đoạn clip, Utmini tỏ ra khá bất ngờ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi được bạn trai cầu hôn trong khung cảnh lãng mạn. Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng và khó khăn, cô cũng tìm được một chàng trai chân thành, không màng đến ngoại hình của mình. Utmini hạnh phúc khi được bạn trai bất ngờ cầu hôn. Cô gái tí hon may mắn tìm được tình yêu hạnh phúc của đời mình. Được biết, bạn trai Utmini thuộc cộng đồng LGBT, hai người quen biết và nên duyên từ mạng xã hội. Họ nhắn tin qua lại, chia sẻ với nhau những vấn đề trong cuộc sống, rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đã đến với nhau được 4 tháng, dọn về sống chung nhà. Cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Cả hai hiện đang sống và làm việc cùng nhau tại Kiên Giang. Utmini tiết lộ thêm, bạn trai mình là người cực kỳ tình cảm, biết quan tâm và vô cùng chiều chuộng cô. Hai người cũng không có quá nhiều bất đồng quan điểm trong cuộc sống, vì bạn trai luôn nhường nhịn cô. Hạnh phúc là vậy, nhưng cặp đôi cũng gặp không ít khó khăn vì sự phản đối của gia đình Utmini. Bố mẹ cô chưa thực sự chấp nhận cho hai người quen nhau. Cô gái vẫn đang trong quá trình thuyết phục gia đình. Gia đình Utmini vẫn chưa thực sự ủng hộ cho mối quan hệ này. Nhắc đến đám cưới trong tương lai, Utmini cho biết, nếu được sự đồng tình của hai bên, bọn mình sẽ đám cưới vào một thời điểm phù hợp nhất. Trên kênh TikTok, Utmini và bạn trai không ngần ngại đăng tải rất nhiều hình ảnh, video hạnh phúc của hai người. Mỗi clip đều nhận được rất nhiều sự chú ý và chúc phúc cho cặp đôi. Chúc mừng Utmini, chúc hai bạn mãi hạnh phúc. Cả cuộc đời em chỉ mong gặp được người như này không màng vẻ bề ngoài. Cô vô cùng cảm kích bạn Khánh, bạn trai Utmini. Con người dù có khuyết điểm vẫn luôn mong cầu hạnh phúc. Hãy yêu thương và bảo vệ cho Út. Tất cả đều là duyên nợ. Ai trước ai sau, ai đúng ai sai. Chỉ cần người trong cuộc tất cả đều hạnh phúc, gặp được đúng người, đúng thời điểm. Dù có ngoại hình có phần đặc biệt hơn so với người bình thường, trải qua bao nhiêu khó khăn, nghe bao nhiêu lời gièm pha, nhưng cô gái sinh năm 1995 vẫn luôn lạc quan và tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Utmini không những đem đến nguồn cảm hứng về tấm gương vượt qua hoàn cảnh, mà còn giúp độc giả tin vào tình yêu đích thực. Bạn có yêu mến cô gái này không? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.